Công thức cold brew sữa dừa giúp tỉnh táo, đổi khẩu vị. Video làm cold brew ở phần thông tin video nhé. Bỏ chút thời gian là có ngay đồ uống vừa giúp tỉnh táo vừa lạ vị mà ngon nữa. Đăng ký kênh mình để biết thêm công thức pha chế nhé.